Okay. Chào mừng tất cả anh em nha, đã quay trở lại video của em. Hôm nay em sẽ lấy một số cần ISO nha anh em, một đầy đủ cho mình nha, cần 2030 đầy đủ hết á. Sẽ một số cần ISO, khoen nhỏ, khoen lớn, độ dài từ 2m7 nha, 2m7 tới 5m4. Ở đây thì em có cho mình một số cần lưu nha, rồi lưu máy ngang, máy đứng đầy đủ cho mình, độ dài là từ 1m8 tới là 3m nha anh em. Số cần 2 khúc nha, 2 khúc 3 khúc cho nên đến gần đến lằn C. Dòng này thì độ cứng rất là cao nha, ở đây thì có mình con carbon xoắn, độ cứng cao đẹp cho mình, 80 đến 100, 120 nha. Ở đây còn mình hai cần tay nha, một cây là 6m3 và một cây là 9m nha anh em, 9m có hạ lóng nha, còn 7m7. Anh kèm cho mình một số cần lục này, cần súp nha anh em, cần súp, cần lục, cách bằng phấn hay da. Và cuối cùng lại mình lên một cái cán vợt nha, một cán vợt ạ, cán vợt là 36 carbon. Giá thấy của em như vẫn như cũ nha anh em, đối với cần thì bên sẽ tính cho mình là tiền ship cost là 40.000 một đơn, anh em mua từ hai sản phẩm trở lên bên em hoặc là chuyển khoản trước bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình. Những anh em ở vùng dịch vùng đỏ thì anh em chưa gửi được nha, còn tất cả ở Việt Nam mình thì tất cả các tỉnh thành thì bên em đã gửi được hết rồi nha. Rồi không làm mất thời gian nha, em sẽ lên sớm cho mình ạ. Tiếp sẽ là một cái cần ISO nha anh em, ISO khoen nhỏ. Cái này là của hãng là Shimano, quen Pat Fuji luôn. Con này hàng là hàng Indo xuất Nhật nha anh em, Indo xuất Nhật có mã code đầy đủ này, độ dài là 2m7, độ cứng cần là độ cứng 3. Indo xuất Nhật tem vàng, quen Pat Fuji loại xám. Có này ngọn cần thì ngọn là 1.2 ly nha anh em, ngọn là ngọn 1.2 ly. Em nhầm nha, đây. Ngọn cần là ngọn 1.8 ly, 1.8 ly nha, 1.8 ly, ngọn lớn này. Độ cứng 3 nha. Con này thì anh em mình câu vừa phổ kê luôn, hàng Shimano Holiday Carbon. Đây, carbon xoắn vân này anh em, carbon xoắn vân nha. Xong rồi lóng cần thì còn rất là đẹp. Đây, lóng cần đẹp cho mình nha. Rồi, cần thì có mã số 1 nha anh em, giá là 800, ngọn 1.8 ly. Trọng lượng con này rất là nhẹ nha anh em, 110g thôi. ISO khoen nhỏ Shimano Holiday 27 độ cứng 3. Rồi, đây sẽ một cần ISO nha. Con này dạng ISO khoen lớn cho mình. Con này thì hãng Nissin nha, hàng Nissin. Nissin hàng nội địa luôn. Đây. Nissin nha anh em, hàng Nissin này, hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng. Độ dài con này là 3m nha anh em, độ dài là 3m. Tính theo cần ISO khoen lớn thì tính theo độ cứng là tầm khoảng độ cứng 4 nha. Dàn khoen Fuji loại xám cho mình luôn. Có này thì ngọn nó là ngọn 1.5 ly. Ngọn 1.5 ly nha. Dòng khoen Fuji xám này, ngọn có 3 khuyên chạy. Trong Nissin để anh em yên tâm nha. Còn này nguồn nước sơn màu xanh. Trong còn tương đối đẹp cho mình. Đây, 3m nha anh em. Độ cứng tầm khoảng độ cứng 4. Tính là còn súp từ đây tầm khoảng tầm 15-20. Trọng lượng con này cũng 150g, tương đối nhẹ nha. Cái bát này nó hơi cũ xíu thôi, tại cái nước sơn của Nissin. Rồi cần này thì có mã số 2, giá là 800, ngọn 1.5 ly. Độ dài cần là 3m, dạng ISO khoen lớn nha anh em, Nissin hàng nội địa Nhật Bản luôn. Và tiếp theo sẽ một cái cần nha, cần ISO. Cái này của hãng là Alpha Tucker, con này thì hàng là hàng Korea xuất Nhật nha, Korea xuất Nhật, tem đầy đủ cho mình. Khoen pad thì kèm là khoen pad Fuji, pad là pad Fuji vặn nha, cần thì cần carbon. Dạng khoen Fuji loại xám nha. Có này ngọn của nó thì độ cứng là tầm khoảng độ cứng 2 nha anh em, ISO khoen nhỏ độ cứng 2, ngọn 1.3 ly. Đây thì nó có chóc sơn nha, có chóc sơn. Dạng khoen Fuji loại xám cho mình. Đây, lóng cần nha. Cần thì cũng còn tầm khoảng 80%, hơi cũ nha anh em. Đây, không dập không bể cho mình nha. Tất cả mặt hàng bên em anh em nhận hàng để kiểm tra trước khi thanh toán nha. Rồi, cần thì có mã số 3, giá là 600. Trọng lượng của cần là 220g, ngọn 1.4 ly. Cần Alpha Tucker ISO khoen nhỏ, độ dài là 4m5 nha, hàng Korea xuất Nhật ạ. Rồi, tiếp theo nha, em sẽ lấy một cái cần ISO nha, ISO khoen nhỏ. Con này thì 5m4, độ cứng là độ cứng 3. Hàng là Promane nha, Promane. Con này thì đã hàng là hàng nội địa cho mình luôn. Đây, khoen bát Fuji hết. Con này thì ra cái lưỡi có thẳng nha. Tức là độ cứng tay thì tầm khoảng 4-5h. Độ cứng 3 nha anh em. Dạng khoen là khoen Fuji, loại xám cho mình. Ngọn con này thì ngọn 1.5 ly, cần ra rất là thẳng cho mình luôn. Carbon nha anh em, carbon xoắn kiểu vân này. Trông lóng cần thì đẹp nha, không xì xước nhiều cho mình. Ok nha. Rồi, anh em ở mẫu này nha, comment giùm em mã số cần là mã số 4, giá là 1 triệu nha anh em. Trọng lượng con này 290g, ngọn 1.5 ly. Cần Promane, ISO khoen nhỏ nha, độ dài 5m4, độ cứng 3. Rồi, theo sẽ lên một cái cần ISO này, cần này của hãng Daiwa. Con này thì có chế độ zoom nha anh em, chế độ zoom. Con này thì độ dài là 5m3, độ cứng con này là 1.5. Con này chế độ zoom này, zoom còn tầm khoảng này 4m5 nha anh em. Đây, chế độ zoom nha anh em, như thế này là anh em tầm khoảng 4m5. Anh em zoom ra hết là tầm khoảng 5m3 nha. Độ cứng là 1.5, con thì made in Japan cho mình luôn.
tem hàng nội địa này, có tem vàng, độ cứng 1.5. Thật cho này mình đánh cảm giác nha, đánh chép cà phê. Ngọn có đây thì ngọn 1 ly, 1 ly nha. Carbon này, Quenpad Fuji loại xám, lóng cần đẹp nha, carbon xoắn vân. Có chế độ zoom cho mình, anh em có rất là tiện lợi nha. Có hai chế độ, một chế độ là 5x3 và một chế độ tầm khoảng 4x5 nha anh em. Rồi, anh em ấn mẫu này nha, comment giùm em mã số cần là mã số 5. Giá là 1.3 triệu, trọng lượng con này là 190g, ngọn 1 ly. ISO khen nhỏ đây qua 5x3 nha anh em, có chế độ zoom, độ kính là 1.5, anh em đánh cảm giác nha. Rồi, theo nó thì một số cần lưu cho mình ạ, lưu vào 2030 nha. Tiếp theo là một cần lưu máy đứng, lượng lưu máy đứng nha anh em, cán bần đẹp cho mình nè, Pad Fuji. Cần này của hãng là Ryobi, Ryobi nha anh em. Con này thì hàng là hàng China xuất Nhật nha, hàng China xuất Nhật. Tem đầy đủ cho mình luôn, của hãng Ryobi. Con này độ cứng là độ cứng L, thông số của nó là 1m98 nha anh em, cần là 1m98 L nha. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji nha, Fuji, Fuji màu đen nha, rất là ok luôn. Thông số tải mồi là từ 1 đến 4 gam, tải cước từ 3 đến 6 LP, L thì anh em mới đánh cảm giác nha, cầu cảm giác. Con này ngọn rất là ngọn 1.5 ly, đủ cái là L nha, L thì nó chỉ hơn UL một xíu thôi. Này, cần đẹp nha anh em, cán gỗ luôn. Rồi, cần thì có mã số 6, giá của nó là 800.000, trọng lượng của nó rất là nhẹ nha, 110 gam thôi, ngọn 1.5 ly. Ryobi, hàng China xuất Nhật, độ dài 1m98, đủ cái là L nha anh em. Máy đứng ạ. Rồi, test một cần nha, cần lô, máy ngang. Cần này thì có hãng là Daiwa, Daiwa nha anh em. Con này thì hàng là hàng Thái Lan xuất Nhật nha. Độ dài cần là 1m8, độ cứng là ML, hàng Thái Lan xuất Nhật nha. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji, Fuji loại xích đen. Con này ngọn tôi nói là ngọn 1.6 ly nha, độ cứng là ML, cần lưu máy ngang, cán là cán bần này, pad là pad, đi kèm cho mình là pad đây qua chính hãng luôn, pad carbon. Thông số tải mồi của cần là 3/16 đến 5/8 MOZ, nó rơi tầm khoảng vào 14 gram nha anh em, 14 gram, tải cước từ 6 đến 14 LP, độ dài là 1m8, độ cứng là ML. Cần này thì có mã là số 7, giá là 800, trọng lượng của nó là 120g. Có thể còn nguyên siêu nha em, đây còn nguyên siêu này, chưa bóc nha. Đây thì nó bị mất một xíu miếng gỗ ở đây, không ảnh hưởng gì nha em, rất ok. Ở theo là một cần 3 khúc nha, 3 khúc. Con này cần qua Hydrolock nha em, cần của đây qua. Dòng thì dòng là nội địa cho mình luôn. Cần này cần dây trong liên khoang nha, cần 3 khúc. Độ dài là 3m9, độ cứng cần là 50. Độ cứng 50 nha, cách bòn xoắn hai da này, vẫy cá nha em. Có này ngọn của nó ngọn 1.7 ly. Thích hợp cho này mình đánh chép nha, đánh chép đánh lục độ cần được 50 thì tầm ES nha anh em, độ cần tầm khoảng 20 thôi. Dây trong lên khoen, khoen Pad Fuji đủ cho mình luôn. Bây giờ thì lên cho mình dàn khoen chính hãng luôn, Fuji. Cần thì có mã là số 8 nha anh em, giá cần là 900, trọng lượng con này là 370g, tương đối nhẹ nha, không nặng lắm. 39 độ cần là 50 nha anh em, giá cần là 900.000 thôi ạ, khoen Pad Fuji hết. Ở tiếp theo sẽ một cần 2 khúc nha, cần 2 khúc, cần này của hãng là Suyumi. Con này thì hàng là hàng nội địa Nhật Bản, tem cho mình đầy đủ này. Pad là pad Suyumi chính hãng, cán mút. Con này còn rất là mới nha, ngoài hình còn rất là ok luôn, cần dây trong lên khoen. Bên em đây cho mình là dàn khoen Fuji Aqualine nha, chân rất là cao. Anh em ra mồi dễ nha, con thì trọng lượng nó nhẹ. Anh em mà đánh lùa, ngâm lăn xe đều được nha, con thì đánh bạo lực. Độ dài là 2m4, độ cứng là 80. Con này ngọn lớn nha, cần dây trong lên khoen, ngọn nó là ngọn 3.2 ly. Còn rất là đẹp này, Suyumi, hàng nội địa luôn nha anh em. Cần thì có mã là số 9, giá cần là 1.1 triệu, trọng lượng cần là 290g, ngọn 3.2 ly. Suyumi, hàng nội địa Nhật Bản nha, độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 80. Anh nó đánh bạo lực nha, cần dây sau lên khoen, phối rất đẹp luôn, còn rất là mới. Rồi, test là một cái cần nha, cần này thì là cần Hechi. Hechi cho anh em mình câu bè. Cần này của hãng là Suyumi, Suyumi nha anh em, độ dài con này là 2m1. Hàng là hàng nội địa Nhật luôn này, Suyumi nha, hàng nội địa cho mình, cần dạng cần Hechi nha anh em. Khoen Pad Fuji hết. Đây, khoen Pad Fuji, dạng khoen Fuji, lõi xích nha anh em, Fuji xích. Con này ngọn của nó là ngọn 2 ly, ngọn 2 ly nha anh em, độ dài 2m1, độ cứng con này là tầm khoảng vào tầm 20 nha, cần Hechi. Cho nên mình cũng ngâm câu bè nha. Hechi Suyumi, hàng nội địa nha anh em. Cần thì có mã là số 10 nha anh em, giá cần là 650, trọng lượng con này là 160g, ngọn 2 ly, tương đối nhẹ nha, độ dài là 2m1, độ cứng của cần là tầm khoảng 20. Rồi, theo là một cần 2 khúc nha, 2 khúc con này carbon xoắn 2g, rất đẹp cho mình nha. Cần này của hãng là Sanwa nha anh em, Sanwa. Cần thì carbon xoắn 2 da này, carbon xoắn gân nha, xoắn gân 2 da. Cần thì độ dài của nó là 2m7 của Sanwa, hàng nội địa Nhật Bản nha,
Pat Fuji, dàn khoen Fuji loại xứ xám. Con này thì ngọn của nó là ngọn 2.2 ly nha. Độ cứng của cần là ngọn tháp. Độ cứng có thông số này, độ cứng là 50 đến 80. Đây, cho mình xem nha, các bông xoắn ngay da rất đẹp nha, xoắn gần luôn. Ngọn 2.2 ly, ngọn cần là ngọn tháp, ngọn đặt, hỗ trợ anh em mình tải cá tốt hơn nha. Xanh qua rất là đẹp nha, các bông xoắn ngay da luôn. Cần này thì có mã số cần là 11, giá là 1.3 triệu nha anh em. Trọng lượng cần là 290g, ngọn 2.2 ly. Xanh qua 2 khúc, cho anh em công ngâm lăn xe. Độ dài 2.7 m nha, các bông xoắn. Độ cứng là từ tầm khoảng 50 đến 80. Rồi, theo xem một cần nha. Cần thì là dạng cần lua nha anh em. Cần lua 2 khúc. Con này dài cho mình nha, cán là cán bần. Hàng là hàng nội địa cho mình luôn, Yakuza. Con này thì độ dài của nó là 3.3 m nha anh em. Cần lua 3.3 m carbon nha. Rất là đẹp luôn nè. Dàn khoen kèm cho mình là dàn khoen Fujisit. Còn thì hàng là hàng nội địa Nhật Bản, Tokyo nè anh em. Bay Tokyo. Hàng nội địa nha. Độ dài cần là 3.3 m. Con này thông số tải mồi là từ 18 đến 42g, 18-42g nha. Con này thì độ cứng cần tầm khoảng vào M nha anh em. Ngọn cơ thì ngọn lớn, ngọn 2.6 ly. Hỗ trợ cho mình là đồ bu full sheet nha, full sheet chống xoắn. Đây thì người ta sơn bên Nhật, người ta sơn cái cần, sơn khúc này như này thôi. Cần thì không tháp, không gì anh em, nguyên bản nguyên zin hết luôn. Sơn để cho mình thấy nó cái ngọn á, rất đẹp nha, dàn khoen full sheet này. Full sheet hết. Hàng nội địa cho mình luôn, độ dài là 3.3 m. Dòng thì thích hợp anh em mình nha, Lugan nha. Lưu gần dạng lưu cần bạo lực, lưu lục bình nha, lục bình lưu gần, cán gỗ rất đẹp nha, pad đi kèm là pad Nhật chính hãng luôn, pad inox. Cần thì có mã số cần là 12, giá là một triệu rưỡi nha anh em, trọng lượng của nó là 300g thôi, cần lưu nha, độ dài là 3.3 m, độ cứng là tầm khoảng tầm M, cần gỗ rất là đẹp nha, dàn khoen Fujisit, hàng nội địa Nhật Bản nha. Rồi tiếp theo sẽ là một cái cần nha, cần hai khúc, cần này của hãng là Ruby. Con này đẹp cho mình nha, đánh bạo lực này, có buộc cho bảo hiểm nha, còn rất là mới luôn. Cán cần nha, Ryobi hàng nội địa, Pat Fuji chữ vàng, cán mút đây, tem đầy đủ nha, Ryobi nha anh em. Độ dài con này là 2.7 m, độ cứng là 80, cần carbon xoắn vân. Dàn khoen đi kèm là dàn khoen Fuji loại xám, dạng chân lùn cực kỳ chắc chắn nha anh em, anh em đánh bạo lực nha, tải cá rất là tốt. Con này ngọn của nó là ngọn 2.8 ly, độ cứng là 80, độ dài là 2.7 m nha, Ryobi hàng nội địa cho mình hai khúc nha, cần rất là đẹp luôn, 80-27. Rồi cần thì có mã số cần nha là 13, giá là 1.6 triệu, trọng lượng con này là 380g, ngọn 2.8 ly. Ruby hàng nội địa, độ dài là 2.7 m nha, độ cứng là 80, anh em đánh ngầm lăn xe đánh bạo lực được nha. Rồi theo là một cần hai khúc cho anh em đánh bạo lực này, sân hàng nha, cần carbon. Cần thì hàng là hàng Nhật Bản nha anh em. Cần hai khúc, độ dài cần là 2.4 m, độ cứng là 150 nha, đánh bạo lực cho mình. Đi kèm cho mình là khoen Pat Fuji nha, khoen Pat Fuji loại xứ đen, cán bút này. Con này ngọn cực kỳ lớn nha anh em, ngọn cần là ngọn 5 ly, ngọn 5 ly nha, ngọn 5 ly, anh em đánh bạo lực, đánh biển nha, sang hàng đều được, đánh cha này, tại cá tầm khoảng 10-20 kg là ok nha. Cần thì có mã số là 14, giá của nó là 1.4 triệu, trọng lượng cần là 410g, ngọn 5 ly. Hai khúc nha anh em, cần carbon Nhật Bản khoen Pat Fuji loại xứ đen, độ dài là 2.4 m, độ cứng cần là 150. Rồi tiếp theo sẽ là một cái cần tay nha, cần tay hàng nội địa Nhật Bản này anh em, độ dài cần là 6.3 m nha, cái độ dài là 6.3 m Dynamic. Cái này thì độ cứng rất là thẳng nha, em ta cần tướng thẳng cho mình, độ cứng cần là tầm khoảng 4 h nha anh em, 4 h. Cái này ngọn cần thì ngọn lớn nha anh em, bên em cuốn chỉ chống nổ hết cho mình này, anh em về sang hàng được nha, dòng thì sang hàng ok. Đây bên em cuốn chỉ kim tuyến nha, kim tuyến chống nổ lên khoe lên kem cho mình đều rồi. Con này ngọn đó ngọn 1.7 ly, độ cứng của cần ra tầm khoảng tầm 4 h nha anh em, 4 h. Cuốn chỉ chống nổ nha, con này thì nước sơn cần màu xanh lá nha, rất đẹp, xanh ngọc kiểu này rất đẹp cho mình luôn. Độ cứng cần ra tầm khoảng 4 h, dòng tại này mà sang hàng ok luôn. Phôi dày, con này phôi rất là dày nha anh em, độ dài là 6.3 m, phôi dày lóng lớn nè. Đây hàng là hàng nội địa Nhật Bản có tem. Cần này thì có mã số 15, giá là 1.4 triệu, trọng lượng có đạt 340g nha, phôi cực kỳ dài cho mình luôn, độ dài là 6.3 m, độ cứng tầm khoảng 4 h. Thế là anh em mình sang hàng nha, cuốn chỉ chống nổ cho anh em rồi. Rồi theo xin mời cần nha, cần của Shimano, cần này có bao vải kèm, con này thì có khách lấy rồi nha, khách lấy nhưng mà khách đi cách ly là nên em giảm lên lại cho anh em mình. Con này thì cần của Shimano Europa Aizu FX này, cái dòng này thì của Shimano nha, carbon xoắn hai da, hàng nội địa Nhật Bản có tem luôn. Độ dài con này là 9 m nha anh em, 9 m. Con này thì có hạ lóng nha, đây có hạ lóng cho mình, 9 m có hạ lóng, còn khoảng 7.7 m nha anh em, carbon xoắn hai da.
con này cần bên em ra cho mình nữa, em test cho mình rồi cần ra rất là thẳng luôn. Con này còn kèm bao vải, còn kèm bao vải nha, nắp chụp gỗ đầy đủ cho mình nè. Cho mình xem ngọn cần nha, cách bên xoắn hai da rất là đẹp luôn. Con này ngọn của ngọn là ngọn 1.7 ly, bên Nhật thì người ta thay cho mình cái đầu bu đây, cái đầu bu này nha, hơi dài, anh em về thích thì anh em cắt bớt hay là để vô cũng được nha, cột thẹo dễ hơn. Rồi cách bên xoắn hai da nha anh em, ngọn 1.7 ly, độ cứng con này rơi tầm khoảng vào 6-7 hát nha, cần rất là thẳng, trừ lóng ngọn đây nha, tất cả các lóng đều là cách bên xoắn hai da. Đây cách bên xoắn hai da nha, để em bỏ cho mình nha. Anh em gắn hết, gắn thêm một lóng này vào thì 9 mét nha, còn mà anh em để một lóng như thế này thì cũng 7.7, em câu có hạ lóng cho mình luôn. Đây, lóng cực đẹp nha, cách bên xoắn hai da, cần của hãng Shimano, hàng là hàng đồ đĩa nha anh em. Đây chúng mình thấy tất cả mặt hàng ở đây, anh em nhận hàng được kiểm tra cho cái thanh toán nha, hàng không dập không bể anh em nhận, còn với hàng bị lỗi anh em nhận hàng nha, bị lỗi thì anh em hoàn lại cho em. Rồi con này thì trọng em cân nha, tổng trọng lượng của cần là 420 gram. Rồi giá con này là 2.7 triệu nha anh em, ngọn 1.7 ly, mã số cần là mã số 16, cần tay ráp khúc, cần tay nha, cần tay rút ạ. Có hạ lóng nha, có hạ lóng, độ dài là 9 mét, hạ lóng là còn 7.7 nha. Shimano, hàng nội địa Nhật Bản, carbon xoắn hai da, cần rất là thẳng, thích hợp anh em mình săn hàng nha. Và tiếp theo sẽ là một cần dạng cần súp nha anh em, cần súp, cần này của hãng là Suzumi, có này thì hàng là hàng Korea xuất Nhật, tem vàng, thì dính keo chưa lâu nha anh em, dính keo thôi, khoen pad Fuji hết. Con này thì dàn khoen đi kèm là dàn khoen Fuji loại xám, ngọn cần là ngọn 2.2 ly, ngọn là ngọn đặc nha anh em, đây ngọn 2.2 ly. Con này thì đây carbon hết, rất đẹp cho mình luôn. Hàng dính bụi nha, hàng mới về em chưa kịp lau cho mình thôi, còn rất ok. Cần thì có mã số là 17, giá là 750, trọng lượng cần là 350 gram. Suzumi, hàng Korea xuất Nhật, độ dài là 3.6 m, độ cứng con này tầm khoảng vào 25 nha anh em, cần súp nha, ISO khoen lớn cũng được ạ. Rồi test lên một số cần súp và một cán vợt nha. Đây, tiếp theo lên một cần súp này, cần súp cái dòng này là của Promane nha anh em, hàng là hàng Nhật Bản nha, độ dài của cần là 3.9 m, độ cứng con này là 30, cứng 30 nha, cần carbon, pad đi kèm là pad chính hãng luôn Promane, dàn khoen thì dàn khoen Fuji nha anh em, dàn khoen là dàn khoen chính hãng của Promane luôn, khoen là khoen thường, xin lỗi nha, khoen thường, khoen lõi sứ đen nha anh em. Có này độ cứng 30, ngọn cần là ngọn 2.6 ly, cần thì cần carbon, Promane hàng Nhật Bản nha anh em. Đây lóng cần đẹp cho mình nha, 30, độ cứng 30, độ dài 3.9 m. Rồi cần thì có mã số 18 nha anh em, 18 thì giá là 1 triệu nha anh em, lấy cái này em để con này 900, em để cho mình con này là 900 nha, 900, trọng lượng con này là 450 gram, ngọn 2.6 ly, khoen pad thường hãng Promane, độ dài là 3.9 m, độ cứng là 30. Rồi, tiếp theo sẽ là một cần súp nha, cần súp con này là hàng China xuất Nhật nha anh em, con này được khoen pad Fuji hết cho mình luôn, Fuji loại số 8, độ dài của cần này là 4.5 m, độ cứng là 25, độ cứng 25 nha. Khoen pad Fuji loại xám, ngọn con này là ngọn 2.5 ly, dàn khoen Fuji loại xám này, lóng cần tương đối ok cho mình nha, đẹp này, nước sơn màu trắng, hàng China xuất Nhật nha anh em. Khoen pad Fuji đầy đủ luôn, độ dài 4.5, độ cứng 25. Cần thì có mã số là 19, giá là 1 triệu, trọng lượng con này là 480 gram, ngọn 2.5 ly, phôi rất là dài nha, lóng lớn, độ dài 4.5, độ cứng 25, mã số là 19 nha anh em, giá là 1 triệu, cần súp nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên một con cần nha, cần này gọi là Rosa Carbon, hàng là hàng đồ đĩa Nhật Bản, carbon xoắn hai da cực kỳ đẹp luôn, độ dài con này là 4.5 m nha, carbon xoắn hai da, dàn khoen Fuji loại xứ xám, khoen pad Fuji hết luôn. Con này ngọn cần là ngọn 2.7 ly, độ cứng con này rơi tầm khoảng một tầm 25 nha anh em, 25-27. Đây carbon xoắn này, ngọn cần 2.7 ly, dàn khoen Fuji. Đây trừ ngọn đây nha, tất cả các lóng tiếp theo đều là carbon xoắn này da, con rất là mới nha anh em, hàng Rosa Carbon, hàng nội địa cho mình luôn, rất đẹp. Đây, lóng đẹp nha, cực kỳ đẹp cho mình luôn, con này còn rất là mới nha, thế là bạn em mình đánh súp nha, đánh lục độ cần, đánh gần bờ ạ. Khuyên pad Fuji cần thì tương đối nhẹ nha anh em, 4.5 m rất là nhẹ nha, hàng rất là cao, trọng lượng con này là 370 gram thôi, mã số cần là mã số 20, giá là 1.5 triệu nha anh em, ngọn 2.7 ly, cần là của hãng Rosa Carbon, hàng nội địa Nhật Bản, độ dài là 4.5 m, độ cứng là tầm khoảng tầm 25 ạ.
Rồi cuối cùng em sẽ lên một cái cán vợt nha, cán vợt carbon, cán vợt hàng nội địa này, nội địa Nhật Bản. Cán này thì độ dài là 3m6 nha anh em. Có thể ren của nó là tầm khoảng 12 ạ, đến tầm 12 nha, carbon này. Có thể đóng semi chống nổ cho mình luôn. Đây. Nó semi chống nổ nha, semi chống nổ luôn. Còn cái cán thì cán carbon, độ dài là 3m6 nha. Nên vật cá hàng nội địa Nhật Bản. Rồi, cán này thì có mã số là 21 nha anh em. Trọng giá của là 350 nha, 350.000. Cán vợt. Rồi, ok, một số mẫu cần nha, em gửi cho anh em. Anh em ơn mẫu nào cứ comment mã nha, cộng số điện thoại giùm em. Ưu tiên anh em nha, điện qua số điện trực tiếp cho em hoặc là mình nhắn tin qua Zalo nha, để em kết bạn rồi mình sẽ gửi hình mẫu hình qua cho anh em tham khảo kỹ hơn nha, rồi mình chốt ạ. Rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video cho em nha. Anh nhớ để lại một đăng ký, bật thông báo giùm em để em lên video sớm để anh em mình có thể vào tham khảo sớm nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em. Chúc anh em một ngày tốt lành ạ.